Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 20 tháng 11 năm 2022. Lời đầu tiên trước khi bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến ngày nhà giáo Việt Nam. Xin gửi lời chúc đặc biệt đến những người thầy trong bóng đá, những huấn luyện viên, những người góp công lớn vào việc đào tạo, giúp đỡ và phát triển cho bóng đá nói chung và đặc biệt bóng đá Việt Nam nói riêng trong những năm vừa qua. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Xác định cái tên cuối cùng trụ hạng tại V-League 2022. Không có gì bất ngờ khi ngay tiếng còi khai cuộc thì Hà Tĩnh đã tràn ra phần sân của Thanh Hóa và liên tục tạo ra những pha phạm thành nguy hiểm. Đội chủ nhà tận dụng những pha phối hợp của Đinh Thanh Trung và Phi Sơn cũng như chiều cao tốt của Giang Glacio. Bàn thắng mở tỷ số đã sớm đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay ở phút thứ tư từ cú đá phạt của Đinh Thanh Trung, tiền vệ trung học chọn vị trí chính xác, đánh đầu không thể cản phá. Đây chỉ là hệ quả của những đường tạt bóng có chất lượng rất tốt ngay từ những phút đầu trận. Tuy nhiên niềm vui của Hà Tĩnh cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút cho đến khi Thanh Hóa có thắng gỡ hòa 1-1. Đây là tình huống phối hợp xẻ nách trung lộ cực kỳ ấn tượng của đội khách và Nguyễn Thái Sơn người có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Ngay lúc đó trên sân Thống Nhất, Sài Gòn cũng đã vươn lên dẫn trước Bình Dương. Điều này khiến cho Hà Tĩnh buộc phải chơi quyết tâm hơn để giành lại tấm vé trụ hạng. Nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút thứ 37 khi tình huống tạt bóng của Phi Sơn đã đặt Gian Clesio vào tư thế không thể không ghi bàn. Pha vượt cao đánh đầu của ngoại anh này nâng tỷ số lên 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở những phút còn lại của hiệp 2, Hà Tĩnh vẫn sở hữu không ít những cơ hội ngon ăn nhưng không thể có thêm bàn thắng ra tài cách biệt. Tuy nhiên chiến thắng với tỷ số 2-1 trước cầu thủ Thanh Hóa là đủ để đội bóng núi Hồng chính thức trụ lại V-League 2022 sau rất nhiều khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc Sài Gòn sẽ là cái tên duy nhất xuống chơi ở giải hạng nhất mùa giải sau. Thắng Bình Dương, Sài Gòn có lời chia tay đẹp với V-League. Tung vào sân đội hình B, BKMX Bình Dương đúng như dự đoán đã nhường toàn bộ thế trận cho câu lạc bộ Sài Gòn. Đội chủ sân Thống Nhất đã có nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhưng chất lượng của những đường truyền cuối cùng bên phía Sài Gòn không thực sự cao. Tuy nhiên, cũng chỉ mất 8 phút để Sài Gòn có được điều mình cần. Bàn thắng mở tỷ số đến từ siêu phẩm sút phạt theo phong cách của Ronaldo tới từ Hồng Sơn. Cú sút thẳng từ khoảng cách hơn 30m đã khiến cho thủ môn Bình Dương hoàn toàn bất ngờ và không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Có được bàn thắng dẫn trước từ sớm khiến tâm lý thi đấu của câu lạc bộ Sài Gòn khá thoải mái. Giống như phút đầu trận, thì đội bóng Sài Thành vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu và nếu nắn nót hơn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng thì tỷ số của hiệp 1 đã không dừng lại ở con số 1-0. Sang đến hiệp 2, Sài Gòn FC tiếp tục có khởi đầu như mơ khi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 50. Thủ môn của BKMX Bình Dương đã không thể cản phá những cú sút liên tiếp của Sài Gòn và người ghi bàn thắng thứ hai đó là ngoại binh Vieira với cú đánh đầu cận thành tương đối đơn giản. Tuy nhiên kể từ đó thì Sài Gòn đánh mất thế trận vào tay của Bình Dương. Những phút còn lại diễn ra khá buồn tẻ khi ở trận đấu còn lại Hà Tĩnh vẫn dẫn trước cầu thủ Thanh Hóa 2-1. Đến phút thứ 80, Bình Dương bất ngờ gõ thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau cú sút xa khá may mắn của Việt Cường. Thắng lần này là chưa đủ để Sài Gòn có thể tạo nên điều bất ngờ. Hà Tĩnh đã thắng Thanh Hóa với tỷ số tương tự và điều này đồng nghĩa với việc Sài Gòn là cái tên duy nhất xuống chơi ở giải nhất. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương xác nhận Sài Gòn FC giải tán sau trận đấu cuối cùng trên sân Thống Nhất. Ngay sau cuộc họp báo, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã xác nhận hôm nay là ngày cuối cùng công ty trả lương cho chúng tôi ở mùa giải 2022 và hầu hết cao thủ đều đã được thanh lý hợp đồng. Vì thế nói rằng Sài Gòn FC giải tán sau ngày thi đấu hôm nay là không sai. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn còn vướng mắc hợp đồng và tiền bạc với công ty. Có lẽ đến cuối tháng 11 này mới kết thúc hoàn toàn và tất cả đều sẽ là người tự do. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng cho biết thêm, ngay trước trận đấu tôi đã động viên cao thủ hãy thi đấu vì danh dự của chính mình và vì cái tên của Sài Gòn FC chứ không phải vì bất kỳ ai khác. Thực tế thì các em cũng đã nỗ lực đến tận giây phút cuối cùng và tôi tự hào về điều đó. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể trụ hạng thành công. Tôi thực sự rất buồn và xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về điều này. Nhưng có những thứ không phải do chúng tôi quyết định. Như vậy là sau trận đấu với Bình Dương trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Sài Gòn xem như đã chính thức giải tán và tương lai của họ ra sao sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa chúng ta mới có thể biết được chính thức. Văn Toàn vô duyên Hoàng Gia Lai chia điểm Hà Nội ở trận hạ màn V-League. Hà Nội đã đăng quang sớm nên trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở V-League đơn thuần là trận đấu tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ và kép phụ. Về phần mình, đội bóng Phú Núi muốn có một màn chia tay đẹp với khán giả nhà cho chặng đường của mùa giải 2022. Chính vì thế, huấn luyện viên Ketisak vẫn tung ra đội hình đủ mạnh, chỉ trừ Công Phượng và Xuân Trường vẫn dính chấn thương. Cũng bởi vậy, đội chủ nhà đã chơi chủ động trong suốt thời gian của hiệp 1, tạo ra nhiều đợt tấn công có nét. Vấn đề của đội chủ nhà là họ thiếu đi một chân sút sắc sảo, chuyển hóa các cơ hội họ tạo ra thành các bàn thắng. Ngược lại thì câu lạc bộ Hà Nội tấn công ít nhưng tỏ ra đặc biệt sắc sảo. Phút thứ 32, pha xử lý trong không gian hẹp rất tốt của Lucao tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, cú đá của anh lại đi trúng sà ngang khung thành của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Chỉ một phút sau, Tuấn Hải tận dụng rất tốt cơ hội mà đội tạo ra, mang về thắng một tỷ số cho Hà Nội. Nhờ vậy, đội khách đã kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn. Sau giờ nghỉ, Hoàng Gia Lai chưa chủ động, tích cực hơn hẳn. Sau rất nhiều sức ép, cuối cùng đội chủ nhà đã được hưởng một quả penalty. Trên chiếu phạt đền, Văn Thanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở phút thứ 74. Khoảng thời gian sau đó, hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Tỷ số 1 đều được duy trì cho đến hết trận và là cái kết đẹp cho cả hai đội. Ở các trận đấu còn lại thì Sơn Nghệ An đã có một trận đấu ngược dòng 2-1 trước Nam Định trên sân nhà, có đó lấy vị trí trong top 5 của Hoàng Gia Lai. Tottenham Bình Định cũng đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 2-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày nhận giải thưởng hạng 3 chung cuộc ở V-League 2022. Viettel chia tay V-League 2022 bằng trận đại thắng trước đội bóng SHB Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp cho câu lạc bộ Viettel có được vị trí thứ 4 trở xếp hạng. Trong chiến thắng này thì Hoàng Đức tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng đẳng cấp và một pha kiến tạo như Kevin De Bruyne. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Huỳnh Như lập cú đúp giúp FC Lanh giành chiến thắng 5 sao.
Sau trận hòa đáng tiếc cho cầu thủ Famalicão, FC Lanh bước vào cuộc đối đầu với cầu thủ Ovarens. Ở trận này thì Huỳnh Như được điền tên vào đội hình xuất phát, FC Lanh nhanh chóng làm chủ thế trận và quan thắng mở tỷ số ngay phút thứ 7 do công của Sara. Ngay sau đó 3 phút thì Sini nhận được cái biệt cho FC Lanh. Huỳnh Như cũng nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 13. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã có cho mình cú đúp trong vòng 10 phút sau đó trước khi Balea ấn định cách biệt 5-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Ovarens vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành. FC Lanh thì cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, Huỳnh Như và các đồng đội vẫn có được chiến thắng tưng bừng 5-0 cho cầu thủ Ovarens. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp mà cầu thủ quê Trà Vinh ghi cú đúp cho FC Lanh. Trước đó thì Huỳnh Như đã ghi cú đúp và có một đường kiến tạo ở trận gặp Famalicão tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Huỳnh Như đang cho thấy khả năng hòa nhập cực kỳ tốt ở môi trường mới. Theo chia sẻ mới nhất từ người đại diện, nữ cầu thủ quê Trà Vinh rất hòa đồng, thân thiện, ai nói gì cũng gật đầu và cười. Đó chính là dấu ấn mà Huỳnh Như đã để lại trong mắt các đồng đội tại FC Lanh. Sau trận đấu này thì FC Lanh sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi chạm trán cao thủ Damens ở vòng 7 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Hiện Huỳnh Như và các đội đang ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong trận đấu ngày hôm nay cũng như trận đấu vừa qua thì tôi luôn động viên các em là thi đấu về cái danh dự của từng cá nhân cũng như là tập thể đội bóng trong cái giai đoạn cuối này. Vậy thì với cái kết quả ngày hôm nay thì anh hãy cho biết là cái tương lai, cái chiến lược, cái bước đi của đội bóng ở mùa giải sắp tới. Thật sự tới thời điểm này tôi cũng nói thẳng ra luôn trước trận đấu ngày hôm nay 2 ngày thì đại diện công ty cũng đã làm việc với lại anh em tập thể tất cả chúng tôi là về phương hướng là thanh lý hợp đồng hết tất cả, và cũng là ngày hôm nay là ngày cuối cùng bên công ty sẽ trả lương cho tất cả tập thể đội chúng tôi. Vậy điều này thì liệu là sang năm đội bóng sẽ còn tiếp tục cái dạng nhất hay là sẽ giải thể? Chuyện này thì cái tầm trên của lãnh đạo thì tôi cũng chưa biết phương hướng, nhưng mà về tất cả những con người của chúng tôi tới thời điểm này là đến ngày hôm nay là nhận cái lương và những cái hợp đồng gì đó, những cái vướng mắc thì từng cá nhân sẽ làm việc với lại công ty. Bản thân cá nhân của anh thì sao? Tôi vẫn còn hợp đồng với lại bên công ty còn 1 năm, nhưng mà thì thật sự tôi cũng ngày hôm nay tôi thú thật ra tôi cũng rất là buồn cùng với tất cả anh em. Chúng tôi cùng một tập thể trong từ giai đoạn khó khăn tới thời điểm bây giờ tôi vẫn là người cuối cùng sẽ rời con tàu. Nhưng mà lãnh đạo công ty rất là một cái là thật sự là rất là phụ phàng đối với tôi. Hợp đồng tôi vẫn còn, nhưng mà báo tôi trước 2 ngày là sẽ kết thúc thanh lý sau đêm hôm nay, sau trận đấu này, và sẽ trả lương tới ngày hôm nay thôi. Và thực sự thì những cái đề đạt nguyện vọng của tôi cũng như các thành viên còn lại hầu như là chỉ đề đạt và không có một cái sự phản hồi chính thống đối với chúng tôi. Là một người gắn bó với Cổ động viên Sài Gòn nhiều năm, nhiều năm tiếp tục như thế, anh có cảm giác như thế nào, thất vọng? Tôi nói thật sự là tôi rất là buồn. Cũng một trong những người tâm huyết tất cả với anh em tập thể chúng tôi, mà tới một giai đoạn một cái kết thúc trước tiên thì về cái thứ hạng cũng như là cái hình ảnh về cái đội bóng cái tên Sài Gòn sẽ tôi nghĩ sẽ mất đi. Nhìn lại cả mùa giải anh có tự hào với các cầu thủ vì họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để trận đấu tôi luôn dặn dò các em chúng ta chơi như thế nào, chúng ta làm như thế nào, khi kết thúc mùa giải thì chúng ta sẽ là người ngẩng mặt chúng ta bước ra ngoài. Và thật sự tôi luôn luôn tự hào với tập thể của chúng tôi từ cái giai đoạn đầu tiên về những thành phần, không phải là những xuất sắc. Thật sự có những cầu thủ như ngày hôm nay tôi cũng muốn cho các em vào, hầu như một số khán giả các bạn ở đây là hầu như cũng chưa biết các em nó là thi đấu ở đội nào, tên gì. Như trường hợp 2 vị trí cuối cùng chúng tôi thay vào là các em trẻ và các em chưa có được thi đấu cho các đội V-League, và chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho các em được sau trận đấu này có thể tìm một bộ, và tôi luôn tự hào về tập thể của chúng tôi. Anh có muốn nói điều gì đó với người hâm mộ của bóng? Thật sự về người hâm mộ thì kết quả tới thời điểm này thì tôi cũng rất là buồn. Tôi cũng như tất cả tập thể cầu thủ vận viên của chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến với người hâm mộ bóng đá thành phố cũng như là người bóng đá Sài Gòn, ủng hộ đội Sài Gòn trong thời gian qua. Chúng tôi cũng đã cố gắng và thực sự là chúng tôi cũng đã hết khả năng của chúng tôi.